Quái vật biển được xem là những sinh vật thần thoại trung tâm của những câu chuyện cổ tích. Nhưng các nhà khoa học đã kể một câu chuyện về những con quái vật ngoài đời thực ẩn mình trong các vùng biển thời tiền sử của trái đất. Quái vật đó được gọi là Plesiosaur. Plesiosaur còn gọi là thằn lằn cổ rắn, là loài bò sát biển cổ đại, xuất hiện lần đầu cách đây khoảng 215 triệu năm. Chúng thuộc bộ Plesiosauria, liên họ động vật bò sát biển ăn thịt. Thằn lằn cổ rắn được chia thành hai nhóm, Plesiosaur cổ dài và Plesiosaur cổ ngắn. Thằn lằn cổ rắn là động vật to lớn, chúng dài tới 13 mét, với cơ thể lớn và đầu nhỏ hình tam giác, và hàm răng sắc nhọn. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là chiếc cổ dài, với kích thước bằng một nửa chiều dài cơ thể. Cổ của thằn lằn cổ rắn có tới 76 đốt sống riêng biệt, gấp 10 lần so với con người. Những ghi chép cũng miêu tả những chiếc cổ này giống như cây liễu và loài rắn. Nhưng những khám phá thực tế gần đây cho thấy, cổ của chúng tương đối cứng. Điều này cho phép các con thằn lằn đầu rắn di chuyển linh hoạt hoặc khi săn cá, mực và các động vật biển khác. Trong khi thằn lằn đầu rắn tiến hóa cổ dài và đầu nhỏ, những người anh em họ Plesiosaur đã đi theo hướng ngược lại. Chúng có cổ ngắn và đầu to dài tới 3 mét, nhưng giống như thằn lằn đầu rắn. Plesiosaur có cơ thể rất lớn, chúng phát triển dài tới 15 mét và nặng gần 45 tấn. Mặc dù có kích thước lớn, nhưng Plesiosaur là những vận động viên bơi lội xuất sắc, có khả năng đạt tốc độ gần 10 km/h. Tốc độ cùng với kích thước lớn cho phép Plesiosaur trở thành kẻ săn mồi hung dữ, ăn thịt các loài động vật biển lớn và thậm chí cả những loài thằn lằn đầu rắn khác. Bất chấp sự khác biệt về đặc điểm cơ thể, Plesiosaur thằn lằn đầu rắn và Plesiosaur vẫn có một vài tập tính nổi bật của bộ Plesiosauria. Chúng sử dụng cả bốn chân chèo của mình để bơi trong tư thế bay dưới nước, tương tự như chuyển động của một con chuồn chuồn, và vì chúng dành cả cuộc đời trên biển nên chúng không có mang tai. Đúng hơn, chúng là những động vật hít thở không khí lên mặt nước lấy oxy trước mỗi lần lặn. Khoảng 66 triệu năm trước, những kẻ săn mồi mạnh mẽ này tuyệt chủng, nhưng ngày nay chúng tiếp tục là một điểm thu hút, truyền cảm hứng nghệ thuật mô tả thằn lằn đầu rắn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thần thoại Cryptozoi xung quanh quái vật hồ Loch Ness và các sinh vật tương tự khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.